Như chúng ta biết là những cái món ăn bài thuốc thì rất là phổ biến ở Việt Nam, và đối với người bệnh ung thư thì việc ứng dụng các cái món ăn ăn bài thuốc cũng sẽ rất tốt để cải thiện được tình trạng sức khỏe của người bệnh. Và hôm nay chúng ta đến với các cái món ăn hỗ trợ điều trị cho người bệnh ung thư vú và theo cái y học cổ truyền. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ba món cháo được sử dụng các cái vị thuốc trong y học cổ truyền để giúp cho chúng ta cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với ba món cháo sau đây quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với món cháo bồ công anh. Và như chúng ta cũng nghe cái tên bồ công anh thì chúng ta thấy là rất là quen thuộc, và nó cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền. Và theo y học cổ truyền thì bồ công anh thì có tính bình vị ngọt và có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc và tán kết, nên là đối với món ăn này thì chúng ta sử dụng bồ công anh là vị chính trong món cháo của mình. Thì các cái nguyên liệu chúng ta chuẩn bị như sau: nguyên liệu cần chuẩn bị bồ công anh 40-60g loại khô, hoặc là chúng ta dùng loại tươi thì có thể tăng số lượng lên từ 50-100g. Hai là gạo 100g. Thứ ba là chúng ta có thể chuẩn bị thêm gia vị hoặc dầu ăn. Cách chế biến như sau: bồ công anh thì chúng ta rửa sạch, sắt nhỏ và cho vào nồi, cho lượng nước khoảng từ 350-400ml. Chúng ta sắc để lấy nước, và khi được rồi thì chúng ta sẽ chắt bỏ cái phần bồ công anh đi và chúng ta chỉ lấy nước thôi. Tiếp đến thì gạo chúng ta vo sạch, sau đó có thể ngâm với nước khoảng 10 phút để cho gạo mềm. Sau đó cho phần nước sắc bồ công anh chúng ta đã có vào và ninh cháo. Và với cái thời gian ninh thì chúng ta có thể ninh thấy được thành cháo rồi thì chúng ta có thể dừng tắt bếp, và chúng ta có thể gia giảm thêm gia vị muối hoặc dầu ăn. Thì với tùy theo cái thể trạng của người bệnh, nếu như người bệnh có cái tình trạng dinh dưỡng kém, có thể trạng gầy hay là cái chỉ số BMI dưới 20 kết hợp với có sụt cân trong cái thời gian mà điều trị, thì chúng ta cũng có thể cho cái lượng dầu ăn từ 1-5ml tùy theo cái khẩu vị và cái thể trạng nữa, thì chúng ta có thể bổ sung thêm ở trong phần ăn cháo khi mà chúng ta đã được cái thành phẩm cháo. Vì với cái món ăn này thì chúng ta có thể sử dụng một ngày một thang, tức là cái phần bồ công anh đó thì chúng ta có thể sử dụng một ngày một lần, và chúng ta được cháo thì chúng ta có thể chia thành hai bữa, có thể sử dụng sáng và chiều, thì có thể sử dụng bữa ăn sáng và bữa phụ buổi chiều. Và với cái công dụng của món cháo bồ công anh này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường bổ sung thêm dinh dưỡng và hỗ trợ cho chúng ta nâng cao được cái hệ miễn dịch, cải thiện được tình trạng sức khỏe sau khi mà chúng ta đã hoặc đang điều trị ung thư vú. Tiếp theo chúng ta đến với món cháo rau hoàng hoa. Thì với cái nguyên vật liệu chính đó là rễ của hoa hiên, thì với rễ của hoa hiên thì theo y học cổ truyền thì có vị ngọt này, tính mát và có tác dụng thanh nhiệt lương huyết. Và cái việc chúng ta chuẩn bị các cái nguyên vật liệu gồm những cái thành phần như sau: rễ tươi hoa hiên 60g, nếu khô thì là 25g, thịt nạc 100g, gạo 100g, và chúng ta có thể chuẩn bị thêm gia vị muối hoặc nêm và dầu ăn, có thể gia giảm. Cách chế biến như sau: rễ hoa hiên rửa sạch, bỏ vào chảo sao, rồi đổ nước vừa phải. Gạo vo sạch, ngâm nước khoảng 10-15 phút, sau đó đổ nước rễ hoa hiên đã nấu vào để nấu thành cháo. Sau khi cháo sôi thì có thể cho thịt nạc rửa sạch băm nhỏ và cho vào ninh cùng cháo đến khi nhừ. Sau khi được rồi thì chúng ta có thể tắt bếp và thêm gia vị hoặc là dầu ăn tùy theo cái khẩu vị hiện tại của mình và cái tình trạng dinh dưỡng của mình. Cách dùng: mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng một thang và chia hai lần ăn trong ngày.
Và với cái bài thuốc này sẽ hỗ trợ cho chúng ta bổ trợ phòng trị bệnh ung thư vú. Tiếp theo chúng ta đến với món cháo rau cải dầu. Trong cuốn sách dinh dưỡng đại toàn nổi tiếng thời Giang Hộ đã viết rau cải dầu thì có tác dụng khử độc, thuần khí, tiêu hóa, nhuận trường, thông khí. Ngoài ra còn có cái tác dụng loại bỏ các cái cặn bã tích tụ trong cơ thể. Đối với món cháo rau cải dầu thì chúng ta chuẩn bị các cái nguyên vật liệu như sau. Cải dầu là 50-100g, gạo 100g, gia vị thì gồm muối, hạt nêm, dầu ăn. Và cách chế biến như sau. Cải dầu rửa sạch, sắt khúc để vào gạo nấu thành cháo. Và cái cách chế biến này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần rửa sạch cải dầu khắt khúc, kết hợp với để vào cùng với gạo và chúng ta có thể cho nước vào nấu thành cháo là được. Và cách dùng thì chúng ta có thể ăn ngày 2 đến 3 lần tùy trong cái bữa ăn của mình. Và trên đây là 3 món cháo hỗ trợ, bổ trợ cho việc phòng trị bệnh ung thư vú. Thì quý vị và các bạn chúng ta có thể tham khảo và sử dụng để có được một cái món ăn cung cấp bổ dưỡng cho cơ thể mà lại có cái tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vú của mình. Và quý vị và các bạn quan tâm có thể ấn theo dõi kênh thì có thể nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.